số này là số sướng ấy, chả phải làm lụng nhiều gì cả, chồng cứ vác tiền về nhà cho thôi. Đấy. Được cái là ông chồng ông tâm lý, ông biết làm là tiền. Em nói có chính xác hay không? Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi, đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của chị. Chị là chị sinh 25 tháng 1 năm 1983. Âm lịch đúng không? Ừ, đúng rồi. Chồng sinh năm bao nhiêu? Xã chị sinh 1981. Trời ơi, hai tuổi này đến kết hợp với nhau giàu lắm nhá. Giàu lắm hả? Ờ, giàu có lắm. Đừng tưởng là em thấy chị đi ô tô mà em nói như vậy đâu, không phải. Ừ. Tay chị nhìn cái xòe cái lòng bàn tay, em coi bằng nhân tướng bàn tay. Thứ nhất là sao? Khép chặt cái bàn tay lại, có một cái điểm đặc biệt đó là sao? Các kẽ hở không có. Khi chị khép lại thì không có một cái kẽ hở nào ở trong lòng bàn tay của chị cả. Đây này, đây đi. Không có một kẽ hở nào đây. Đây chị không có cái kẽ hở. Và nó nổi mấy cái gò lên rất cao. Gò dưới đây này. Dưới mấy ngón tay này, cái cục thịt nó nổi lên, chị nhìn nó. Số này là số sướng. Đấy, chả phải làm lụng nhiều gì cả, chồng cứ vác tiền về nhà cho thôi. Đấy. Được cái là ông chồng ông tâm lý, ông biết làm là tiền. Em nói có chính xác hay không? Mẫu bàn tay của chị tương đối là đẹp. Các gò nổi lên rất là cao. Chị là một người tính cách rộng rãi, thoáng nữa, rất là thoáng. Đấy, chi tiêu thoáng. Đấy, ai cần gì là giúp đỡ đó. Có đường chí đạo rất là dài, nó thể hiện là một người sao thông minh, tính toán kỹ lưỡng trước khi làm cái gì cũng vậy. Chị là một quân sư rất tốt cho chồng chị, không chỉ làm văn phòng riêng đâu, còn kinh doanh ngoài đấy, còn làm thêm mảng phụ đấy nhá. Làm văn phòng làm sao mà sống được. Mẫu bàn tay này còn được thừa hưởng phúc ấm từ ba mẹ để lại cho nữa. Sẽ được thừa hưởng tài sản đất đai kê biên, hoặc một cái tài sản, một cái khoản tiền nào đó là ba mẹ hai bên để lại cho một trong hai bên. Chị xác nhận cho em đi. Hiện nay thì chưa thấy có em. Nhưng mà chị thử ngắm thử cho là tương lai vợ chồng chị có không, vợ chồng chị có nằm trong danh sách được hưởng không? Nếu mà được hưởng thì chắc là có, tại vì chị là không trưởng. Đấy, em nói chỉ có chuẩn mà thôi. Bởi vì sao? Cái cung được thừa hưởng đất đai tài sản từ ba mẹ để lại ở đây nó đã nằm sẵn trong tay rồi nhé. Bây giờ chắc có khi nó chưa được chín mùi thôi. Năm nay 38 tuổi vận niên là sao? Vân hớn ngũ mộ. Năm nay là cái năm gia tiền. Sẽ đầu tư một cái hạng mục gì đó, hoặc chi tiền với cái hạng mục gì đó đấy. Lo toan phải đầu tư ra. Thu hồi phải chắc năm sau. Năm sau mới là cái năm tụ tài. Năm sau mới là cái năm công việc làm ăn của chị với chồng chị ổn định tốt hơn. Còn năm nay là sẽ còn rất nhiều bấp bênh, rất nhiều khó khăn. Mà số này ấy, số này là số gặp được sự giàu có và được anh em bạn bè ngoài xã hội giúp đỡ rất nhiều. Mình sẽ có những cái mối thâm tình, những cái mối anh em bạn bè họ nâng đỡ, họ giúp sức cho mình để trở nên thành công đến bây giờ. Nhiều khi mình chơi với người này, chơi với người kia mới được có vài buổi thôi, và tự nhiên họ đưa cánh tay ra, họ giúp đỡ và kình mình một cách rất nhiệt tình. Và số này có lộc về đất đai nữa nhé. Đầu tư đất đai bất động sản sinh lời đấy. Chị thì cũng đang làm về mảng đất đai đấy. Nhưng mà nói chung là trước mắt thì đến chưa thấy cái gì nó khả quan lắm. Nhưng mà bây giờ chị thì đang bắt đầu vẽ sang cái hướng đấy. Thế còn nói thực sự là ông cãi chị thì làm bên công an. Vâng. Chị làm bên dầu khí. Vâng. Là cũng công việc chính thì là vậy. Bây giờ cũng mới đầu mới kiểu như là mình đi thêm một cái mảng đấy là về đất đai á. Vâng. Ủa chị, em thấy có lộc đất đai này, tiến hành đi, tới thôi.
thì chị cũng 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 đang đang bắt đầu vẽ sang, nhưng mà trước mắt thì cũng chưa thấy có cái gì nó tiến triển lắm. Đúng rồi, bởi vì mình mới bước vào nghề mà, mới bước vào nghề thì làm sao mà đã thành thạo được, phải có thời gian. Chị ít nhất phải mất 2 đến 3 năm nhé, 2 đến 3 năm thì mới thực sự nó mới ổn được, nó mới lấy lại được quân bình, bắt đầu là làm ấy, có đầu tư được, nó mới có sự phát triển được. Nhưng mà số này sau này sẽ thành đại gia đấy nhá, không nghèo đâu. Số chị mà không thành đại gia, không là giàu có thì em bỏ nghề làm thầy luôn nhé. Em hứa anh chị, em đã xem rất nhiều người có cái lòng bàn tay như này, tài sản họ mấy chục tỷ, cả đến 100 tỷ đấy nhé. Vậy chờ đến lúc đấy chị sẽ tìm đến nhà em. cái đường cái chỉ tay của chị ấy, bình thường chị nhìn chị cũng thấy nó cũng khá là rõ. Vâng. Mấy hôm trước ấy, khi chị gọi em á, là chị cũng có xem những cái clip của em á. Vâng. trên YouTube á. Vâng. Chị cũng chiều đấy chị cũng đối với nói chung là cũng cảm giác là mình cũng có những cái nó khá là gọi là tạm tốt. Vâng. Theo cái clip của em nói á, thì những chị xem tất cả các cái clip của em thì chị chiếu vào những cái nét tay của chị có á. Nhưng mà cũng muốn là xem trực tiếp với chị á, với cái bàn tay của chị á, thì xem nó có cái gì, nó có giống những cái gì mà chị cảm nhận được qua những cái xem của em. Bàn tay của chị ấy, bàn tay của chị là cả một cuộc đời sung túc luôn. Cả một cuộc đời sung túc luôn. Đợt tới em rảnh em sẽ làm ra một cái video phân tích về đường chỉ tay của chị đang lên mạng. Tay của chị là cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà tính theo thang điểm 10 điểm ấy thì số chị được khoảng 9 điểm. Bởi vì sao? Chị được cả lẫn công việc thành công đấy. Tiếp theo là về đường con cái cũng hanh thông nhé. Con cái ngoan thành đạt nhé. Và cái thứ ba nữa là đường vợ chồng cũng tốt. Em chấm cái bàn tay của chị là được 9 điểm. Mừng quá. Nói lại chưa? Tôi thực sự mà nói thì từ bé tới giờ á, thì so với bạn bè cùng trang lứa thì mình vất vả thì nó cũng có cái vất vả, bởi vì mình đi theo cái thăng trầm của bố mẹ mình á. Vâng. Nên là cái tuổi trẻ của chị thì nó cũng hơi vất vả. Do là bố mẹ mình nhiều khi công việc làm ăn nó bị đi xuống á, thì cũng theo cái đấy là mình cũng bon ba theo bố mẹ. Xong rồi khi mà mình lớn hơn thì ví dụ bây giờ như chị á, thì bố mẹ chị ở Hà Nội, còn chị thì đi vào Vũng Tàu lập nghiệp, nói chung là mình cũng đi xa xứ. Thì công việc của con gái thì bây giờ nói chung là nhìn ngoài vào thì đã ổn, nhưng mà mình bản thân ở trong tổ mình vẫn thấy nó đang còn nhiều vấn đề. Nên là cũng đang còn không biết được là đến được cái ngưỡng nào thì với cái chỉ tay của mình. Tóm lại là sao? Bây giờ nó mới ổn định thôi, chứ sự thành công vang dội mà đảm để cho mình cảm thấy thỏa mãn thì chưa có. Mới chỉ ổn định thôi, còn sự thành công vang dội thì chưa có. Bởi sao? Cái tuổi của chị còn rất là trẻ, năm nay mới 38 tuổi thôi. Vận mệnh của chị từ bắt đầu từ năm 47, 48 tuổi là sẽ đạt được cái sự thành công mỹ mãn đấy nhé. Đúng rồi, 9-10 năm nữa, lúc đó là chị sẽ thành công mỹ mãn luôn. Và chị hãy để ý đến từ giờ đến khoảng thời gian đó, khi nào đấy cái da mặt của chị nó sáng như ngọc đấy, nó trắng sáng như viên ngọc đấy, càng lúc càng trắng ấy, là lúc đó cái thời vận của chị lại càng lên. Khi nào cái da mặt của chị y hệt như cái da bàn tay của chị đấy thì lúc đó là cái sự nghiệp của chị lên rất là cao. Nhưng mà có lúc nào mình cẩn thận, năm 44 tuổi nhé. Năm 44 tuổi sẽ là một cái năm khó khăn đối với chị. Công việc làm ăn nó sẽ gặp trục trặc và sợ có sự đổ bể. Nhưng rồi em tin chắc sẽ vực lại được thôi. Thời vận đó là năm 44 tuổi nhé. Đúng rồi. Bây giờ là 38, 16 năm nữa mà. Vâng. Có cái số của chị có hay bị kiểu như là bị người ta lừa không? Chị là người rất dễ tin người, ai cũng tốt hơn chị, rất là chị rất tuyệt luôn.
chị á, hãy nghe cố vấn của ông chồng nhé, nghe nghe lời cố vấn của ông chồng sẽ không có vấn đề gì cả. Chồng là chồng làm trong ngành công an, nghe lời cố vấn thì chả có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì vậy thì phải có sự cố vấn của chồng. Vợ thì tin người, chồng thì đa nghi, hai cái hợp lại nó sẽ là một cái sự trung hòa. Mấy ông công an nó bắt tâm lý giỏi lắm, bắt tâm lý tội phạm rồi, nói chung là cái ngành có nghề của ông ấy mà. Ông xã chị bên công an giao thông. Vâng, vâng. Mà thấy tại vì ở đây chúng tôi như việc lớn làm nhỏ trong nhà bây giờ thì chỉ ông chị ạ. Vâng. Ông xã chị thì gần như ông nó cũng không, ông đứng không phải đứng ngoài cuộc, cũng nói chung là cái gì thì cũng vỡ rồi. Em thấy là tương lai của chị với, em thấy tương lai của chị với chồng chị em thấy là thành công mỹ mãn, khỏi cái gì phải chê cả. Nhưng mà em biết sao, người anh biết sao không? Dạ. Chồng chị á thì được may cái là bù lại được chồng chị ạ, cái nghề bên đấy là lại có quan hệ, cho nên nhiều khi mình làm ăn thì cũng nhiều quan hệ. Vâng. Bên chồng mình lại có thể không phá vát, không cứ lè để giao tiếp đấy. Vâng. Ngoài ra do thế thì cũng có thể công bằng, nhưng mà bù lại có cái mối quan hệ xã hội. Dạ. Cũng giúp mình được khai phá ở cái đấy. Dạ vâng. Đấy, cái điều này em đã có đề cập lúc đầu rồi. Ừ, đúng rồi đó. Anh chị hồi nãy chị cười chị nói thêm đúng. Số này thì ít được nhờ người nhà mà đa phần được nhờ người ngoài là chủ yếu. Ừ, đúng rồi, nhà chị, nhà anh em thì cũng có đông, nhưng mà hầu hết là người ta không, mình không nhờ lại, người ta không nhờ lại mình thôi thì chẳng nhờ được ai. Vâng, đúng rồi. Đừng có cái gì đặc biệt nữa không em? Thì đặc biệt là quan trọng nhất là đường con cái của chị, đường hậu duệ về sau tốt lắm nhé. Số chị được nhờ về đường con cái hậu duệ đấy nhé, chúc mừng chị. Con cái sau này chúng nó sẽ rất là thành đạt nhé, và mình được nhờ chúng nó. Cái đường hậu duệ con cái rất là tốt nhé, rất tươi đẹp. Hay quá, chỉ mong như vậy thôi, mình già thì không làm được, con cái nó đỡ không phải ạ. Là chị cũng có cái gì vân mắt phượng phải không? Vâng, đúng rồi, cái vân mắt phượng đấy nhé. À em, chị nói này. Trước thì tân là bàn tay chị là nó là bình thường đúng không? Vâng. Nhưng mà bắt đầu khoảng từ một tháng lại đây em có thấy chấm có cái chấm đỏ không? Đúng rồi. Cái đó là nốt ruồi son đấy, em cũng có cái nốt ruồi đó đấy. Từ khi em có nốt ruồi đó là công việc của em thuận lợi hơn, thì em dự đoán là công việc của chị sắp tới nó sẽ được thuận lợi hanh thông đấy nhé. Tại vì chị trước thì chị không hề có, và tự dưng nó mới nổi lên cái mơ. Vâng, đó là một cái điểm báo rất tốt nhé, nó báo hiệu là công việc sắp tới của mình sẽ gặp được nhiều may mắn và hanh thông. Gặp được thuận lợi, chúc mừng chị. Số này ở đây đường chỉ xuất ngoại có, du lịch nước ngoài có, đi được. Thừa khả năng luôn, dư khả năng luôn. Đúng rồi, nhìn tổng thể bàn tay cực tốt luôn. Vậy bữa nào em làm clip rồi em nhắn thông báo xem. Rồi, ok nhá. Ok em nhá. Rồi, chào chị. Dạ.